vượt lên tất cả, chinh phục đỉnh cao. Phong độ là nhất thời, bản cấp phải là mãi mãi. Tôi đến đây để chinh phục đỉnh cao tri thức. Tôi đến đây để chiến thắng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cuộc thi tuần thứ 2 của quý 3 Olympia năm thứ 16. Quý vị khán giả thân mến, hành trình thứ 2 của quý 3 đã bắt đầu. Và cuộc thi ngày hôm nay sẽ có sự góp mặt của 4 thí sinh đến từ những tỉnh thành khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam. Đó chính là Hòa Bình, Nam Định, Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Vì đây là lần đầu tiên họ đứng trên sân khấu này. Vì thế quý vị khán giả hãy cổ vũ cho họ thật nhiệt tình để họ bình tĩnh và tự tin hơn trước khi bước vào cuộc hành trình leo núi. Bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng gặp gỡ với họ và xem thứ tự xuất phát của họ như thế nào. Đứng ở vị trí số 1 là bạn Lâm Vũ Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định. Ở vị trí thứ 2 là bạn Phan Anh Tú đến từ trường Trung học phổ thông Thừa Lưu, Thừa Thiên Huế. Ở vị trí số 3 là bạn Nguyễn Khánh Quỳnh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hồ Chí Minh. Ở vị trí thứ 4 là bạn Nguyễn Quốc Dũng đến từ trường Trung học phổ thông Kim Bôi, Hòa Bình. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các quý thầy cô đã đến đây cổ vũ cho 4 bạn thí sinh. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Hoàng Ngọc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thừa Lưu, Thừa Thiên Huế. Cô Lê Phương Dung, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Và thầy Nguyễn Hữu Cường, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Kim Bôi, Hòa Bình. Và bây giờ lúc chúng ta cùng các thí sinh bắt đầu phần thi đầu tiên của chương trình, đó là phần thi khởi động. Chúng tôi sắp được nghe một bài thơ mà bạn tâm đắc nhất, thể loại con cóc. Dạ. Vì sao lại đặt một cái tên nghe rất là hay và có phần mỹ miều như vậy? Ai chơi với bạn thì được coi như là con gấu đúng không ạ? Em cảm thấy là hơi đúng vì là có khá đúng khán giả đến trường quay. Hay là tôi bảo họ về bớt nhé cho bạn đỡ run nhé. Ngay bây giờ các thí sinh sẽ được làm quen với những thử thách của chương trình với phần thi khởi động. Đấy là tối đa 12 câu hỏi rất nhanh mà chúng tôi dành cho mỗi thí sinh trong vòng 60 giây khởi động. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ cùng trò chuyện một chút với người đứng ở vị trí số 1 trong cuộc thi ngày hôm nay, đó là bạn Lâm Vũ Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định. Xin chào bạn. Ạ. Bạn học chuyên gì ở trường chuyên Lê Hồng Phong ạ? Em học chuyên Anh ạ. Và chắc chắn đó sẽ là một lợi thế của bạn so với cả những người bạn cùng chơi với mình. Về bản thân thì bạn đã kịp giới thiệu như thế nào về mình với các bạn cùng chơi ạ? Em là một người, em tự nhận thấy là em là một người khá là kỹ tính và đôi khi thành khó tính. Tính em thì nói chung là khá nghiêm túc và em cũng ít khi đùa lắm. Tôi thấy các bạn cùng chơi có vẻ khá ngại khi nghe với phần giới thiệu vừa rồi của bạn đấy ạ. Kỷ niệm là một lần đi tham quan với lớp, đó là lần các bạn đi đâu ạ? Đó là lần mà khối anh bọn em tổ chức đi tham quan tại Thung Nham, Ninh Bình đầu tháng 11 vừa rồi. Bọn em đi trong một ngày và cũng học được rất nhiều điều thú vị ở khu du lịch đấy ạ. Các bạn có hay đi chơi cùng nhau như vậy không ạ? Thường thì mỗi năm khối em đi một lần như vậy ạ. Còn về lớp thì chúng em cũng hay đi chơi nhưng mà cũng chỉ đi loanh quanh thôi ạ. Đã lần nào lớp bạn tổ chức đi ra Hà Nội chơi chưa ạ? Chưa bao giờ ạ. Vâng, vậy là bạn đã mang đến một chuyến đi rất thú vị. Hy vọng là như vậy cho những người bạn cùng lớp với mình. Và nhớ dành thời gian để sau cuộc thi này đi thăm rất nhiều nơi ở Hà Nội các bạn nhé. Vâng ạ. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động với bạn Lâm Vũ Tuấn qua những câu hỏi sau đây của chương trình. Câu hỏi đầu tiên. In which country is the Taj Mahal found? Chúc mừng bạn, đó là một câu trả lời đúng. Đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ có hai màu. Tất cả mọi vật trên trái đất đều có thể đứng trên mặt đất. Đáp án là lực hấp dẫn. Bài hát tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt nhắc đến mùa nào? Bạn có thêm một câu trả lời đúng nữa. Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 sẽ được tổ chức tại Indonesia. Cặp nguyên tử nào tạo ra khoảng cách giữa hai hạt nhân nguyên tử nhỏ nhất? Hydro. Bạn có thêm một điểm 10. Từ nào còn thiếu trong câu thơ sau? Nhất diệp lạc thiên hạ cộng chi thu. Bỏ qua. Đáp án là Ngô Đồng ạ. Văn kiện quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc là gì? Liên Hợp Quốc. Đúng là như vậy. Khối đất liền lớn trên bề mặt trái đất. Đáp án đúng là lục địa. Ở hệ tuần hoàn kín, máu trao đổi chất với tế bào qua thành. Thành mạch máu. Qua thành mao mạch ạ. Về cơ bản, các tác phẩm văn học Việt Nam thế kỷ 20 được sáng tác bằng chữ Hán. Bằng chữ Quốc ngữ, đúng là như vậy. Sắp xếp các đơn vị đo lường sau theo thứ tự từ bé đến lớn: tạ, yến, lạng, cân, tấn. Lạng, cân, yến, tạ, tấn. Đúng là như vậy. Và chưa hết 60 giây nhưng chúng tôi đã hết 12 câu hỏi để dành cho bạn Vũ Tuấn. Chúc mừng bạn Vũ Tuấn đã khởi động xong và đang có 90 điểm. Em không nuối tiếc gì cho phần khởi động này cả. Em thích nhất là câu hỏi là sắp xếp các đơn vị theo chiều tăng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi khởi động của bạn Phan Thanh Tú đến từ trường Trung học phổ thông Thừa Lưu, Thừa Thiên Huế. Xin chào bạn. Em chào cả quý vị trong trường quay. Em xin chào chị Tùng Chi và anh Ngọc Huy. Đã có bao giờ có ai đó nhầm tên bạn với một bạn nữ chưa ạ? Cũng thường xuyên anh ạ. Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao bố mẹ bạn lại muốn đặt tên cho bạn là Thanh Tú chưa ạ? Cái này thì anh
có thể gọi bố mẹ em. Bạn Thanh Tú của chúng ta nói về bản thân là đam mê cái đẹp. Em đã thích xem các chương trình như là Hoa Hậu. Vậy là em thường tìm hiểu các loài hoa. Tại sao những cái việc tìm hiểu những loài hoa như vậy lại khiến bạn thích thú đến vậy ạ? Nhìn ngắm các loài hoa và đặc biệt là lúc chúng là sáng sớm là lúc chúng sắp nở. Và em cảm thấy rất là phấn chấn và đặc biệt là cảm thấy tươi tỉnh lên. Vậy thì trước khi đến trường quay này thì bạn có đi ngắm hoa không ạ? Dạ không ạ. Chúng tôi có thể giúp gì bạn để bạn cảm thấy phấn chấn hơn? Bởi vì từ nãy nói chuyện với bạn tôi thấy bạn có vẻ đang hơi buồn và lo lắng một điều gì đó. Dạ em cảm thấy là hơi đúng vì là có khá đúng khán giả đến trường quay. Hay là tôi bảo họ về bớt nhé cho bạn đỡ run nhé. Dạ em muốn sự cổ vũ lớn hơn từ các bạn. Phần thi khởi động của bạn Thanh Tú bắt đầu. Những câu hỏi mà chúng tôi dành cho bạn như sau. Tập hợp các điểm thỏa mãn một tính chất cho trước được gọi là gì? Bỏ qua. Được gọi là quỷ tích ạ. Là một thể văn nghị luận có từ thời cổ. Bỏ thường qua. Được đáp án là cáo ạ. Ném lao, ném đĩa là những nội dung thi đấu của môn thể thao nào? Điền kinh. Bạn có điểm 10 đầu tiên, xin chúc mừng. Từ nào còn thiếu trong đoạn bài hát sau? Cắt bạn. Bạn có thêm một câu trả lời đúng. Ai là người đã lãnh đạo nhân dân Cuba đi đến thắng lợi cách mạng? Fidel Castro. Đúng là như vậy. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện phẳng có thay đổi không nếu một bản của chúng đối với đất? Không thay đổi. Đó là một câu trả lời đúng. Nhà máy điện Tuy Phong định gọi nguồn năng lượng là gió. Khi phân chia theo thân nhiệt sinh vật gồm hai nhóm là nhóm biến nhiệt và nhóm hàng nhiệt. Bạn có thêm một điểm 10 nữa. Một chai rượu etylic ghi 30 độ có nghĩa là cứ 70ml có 30ml alcohol etylic nguyên chất. Dung nhiệt. 70ml nước ạ. Khi cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện. Xoay chiều. What is the largest country in the world? Russia, nước Nga là đáp án của câu hỏi cuối cùng. Và chúc mừng Thanh Tú đã khởi động xong qua 11 câu hỏi của chương trình và đang có 50 điểm trong phần thi này. Là không trả lời thực sự tốt nhưng em cảm thấy đỡ đúng hơn. Em là thích nhất câu hỏi tiếng Anh dù là em không trả lời được câu hỏi về toán học quy tắc của các điểm dù là em nghĩ rằng nhưng không biết trả lời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với người đứng ở vị trí thứ ba trong cuộc thi ngày hôm nay, đó là bạn Nguyễn Khánh Quỳnh đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bạn. Em xin chào chị và quý vị khán giả trong đường quay ạ. Tôi thấy bạn có ghi trong này là sở trường là học bài nhanh, tính toán nhanh và lại cả làm thơ nữa. Học bài nhanh, tính toán nhanh thì chúng tôi có thể hình dung được, nhưng mà chưa biết là Khánh Quỳnh làm thơ thì sẽ là thể loại thơ gì ạ? Dạ, thơ con cóc rồi chị. Có nghĩa là chúng tôi sắp được nghe một bài thơ mà bạn tâm đắc nhất, thể loại con cóc. Dạ. Thưa chị, đó là Hà Nội mùa thu nắng xanh trời, trường quay 14 đèn khắp nơi. Kỳ vọng nguyệt quế đang ở đó, quyết đem về được rạng với đời. Kỷ niệm là chuyến đi du lịch lên vùng Đông Bắc Việt Nam. Bạn đi được những nơi nào ở vùng Đông Bắc Việt Nam rồi ạ? Dạ, em đi được Hồ Ba Bể ở Bắc Cạn, Thác Bản Dốc ở Cao Bằng và núi Tô Thị ở Lạng Sơn ạ. Bạn đi cùng gia đình hay là đi cùng ai ạ? Đó là giải thưởng của một cuộc thi ạ. Đó là cuộc thi gì ạ bạn? Dạ, cuộc thi Cùng Non Sông Cất Cánh ạ. Đó là về văn hóa lịch sử địa lý của Việt Nam ạ. Ồ, bạn thi tìm hiểu về văn hóa lịch sử địa lý Việt Nam, giành được giải, chắc là giải rất cao thì mới được có một chuyến đi như vậy. Dạ, chỉ cần 4 đội vào chung kết là được rồi chị. Vâng, thật vui khi các bạn đã tham gia một hoạt động có ý nghĩa như vậy và đặc biệt lại giành giải thưởng. Mà tôi nghĩ là có rất nhiều bạn ở đây còn chưa có dịp mà được đi lên những vùng và những địa danh như bạn vừa kể. Rất nhiều người đang ghen tị với bạn đấy ạ. Có một biệt danh là bác gấu, có nghĩa là ai chơi với bạn thì được coi như là có gấu đúng không ạ? Dạ, tại vì em tròn tròn, ú ú, nâu nâu và hơi già. Em có biệt danh này vào từ lớp 9, dạ, một bạn nữ gọi em như vậy. Một bạn nữ ạ? Dạ. Tôi thấy là hình như cái từ gấu nó có nhiều ý nghĩa với các bạn lắm ấy. Dạ. Hôm nay thì chắc là bạn gái đó không tham dự để cổ vũ cho bạn được vì bạn đến từ nơi xa nhất, từ thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Dạ vâng. Nhưng giờ thì bạn hiểu bạn đi hơn rồi. Dạ. Phương châm sống là liều ăn nhiều. Dạ. Em làm mọi thứ nó rất là không tính toán trước. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời bạn đến với 12 câu hỏi rất nhanh sau đây và chúc bạn thật thành công, thật chắc chắn chứ đừng liều nhé bạn nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Trong phần thi đầu tiên của chương trình, phần thi khởi động của bạn Khánh Quỳnh bắt đầu. Loài cây nào được nhắc đến trong những câu thơ sau? Kiếp sau. Cây thông. Đáp án đúng là cây thông. Tác phẩm thuyết tiến hóa gắn liền với nhà sinh vật học và Darwin.
có thể thụ động hóa sắt bằng axit nitric? Loãng. Đặt nguội. Vàng nguội ạ. Is the heart usually in the right, right or in the left of the left human body? Mới là đáp án ạ. Ozone tập trung chủ yếu ở tầng nào của khí quyển? Tầng Bình ly. Tầng Bình lưu ạ. Phân hạch là quá trình tỏa năng lượng hay thu năng lượng? Thu năng lượng. Là quá trình tỏa năng lượng ạ. Lúc mới thành lập ASEAN có 5 thành viên. Trong bóng đá, ném biên được thực hiện tại đường biên. Đường biên hai bên. Đúng là như vậy. Trong Microsoft Word, để gắt trang ta sử dụng tổ hợp phím nào? Control Space. Control Enter ạ. Photon chỉ tồn tại trong trạng thái không có photon. Rắn, lỏng khí. Chuyển động và đứng yên ạ. Cho hàm số F có đạo hàm F phẩy. Nếu F phẩy cũng có đạo hàm thì đạo hàm của nó gọi là... Nguyên hàm. Đạo hàm bậc 2 của hàm số F ạ. Nhạc sĩ nào là tác giả của bài Đội ca? Phong Nhã. Bạn có câu trả lời đúng là Phong Nhã, tuy nhiên nó lại nằm ngoài 60 giây của chương trình. Và chúng tôi được chúc mừng bạn với 40 điểm. Câu hỏi ngày hôm nay tương đối khó. Sau phần thi khởi động em thấy khá là tiếc ạ. Em tiếc cái câu tiếng Anh em đã trả lời sai dù em dịch được. Em thích nhất là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi Đội ca vì cái bài đó hồi nhỏ em nghe hoài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Nguyễn Quốc Dũng đến từ trường Trung học phổ thông Kim Bôi, Hòa Bình. Xin chào bạn. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến toàn thể các quý thầy cô, các bạn học sinh đã đến cổ vũ cho 4 người chơi chúng em ạ. Em tên là Nguyễn Quốc Dũng ạ, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ạ. Sở thích của em là thể thao và nghe nhạc. Và cái điều em không thích nhất đó là bị hỏi nhiều. Và hôm nay đến đây em cũng mang một món quà của quê hương em đến gửi tặng chương trình và các bạn cùng chơi ạ. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Quốc Dũng đã mang một món quà là cơm lam đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Đến gửi tặng cho chúng tôi và có kèm theo cả muối vừng nữa. Rất cảm ơn bạn. Đây có phải là cơm lam mà gia đình mình tự làm không ạ? Dạ, rất tiếc là không ạ. Mà là cơm lam bạn đi mua. Dạ vâng ạ. Vâng, quan trọng là tấm lòng ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Quốc Dũng thì không thích hỏi nhiều nhưng làm tôi hơi lo lắng đấy, bởi vì tôi sắp hỏi bạn tối đa tận 12 câu cơ. Nhưng chúc bạn sẽ thật thành công và có nhiều câu trả lời đúng trong những giây sắp tới. Phần thi khởi động của bạn Quốc Dũng bắt đầu. Khí hậu miền Nam nước ta có hai mùa trong năm đó là mùa mưa và mùa khô. Chúc mừng bạn. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ diễn ra vào năm dương lịch nào? 1913. Vào năm 1968 ạ. Floyd Mayweather là vận động viên nổi tiếng của bộ môn boxing. Lớp sụn giữa hai đốt sống trong cột sống của người và động vật có xương sống được gọi là đĩa đệm ạ. Logarit tự nhiên lấy hằng số nào làm cơ số? Hằng số E ạ. Và có thêm một điểm 10 nữa. Hồ Quý Ly là vị vua duy nhất của triều đại nhà Hồ đúng hay sai? Sai ạ, có hai vị vua nhà Hồ. Phương pháp sử dụng kim châm vào các huyệt đạo trên cơ thể để chữa bệnh gọi là? Châm cứu. Và có thêm một điểm 10 nữa. Trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, chị Dậu đã phải bán con cho ai để lấy tiền đóng thuế? Bỏ qua. Cho Nghị Quế ạ. Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng của nhôm với chất nào? Cryolit. Với oxit kim loại ạ. Cánh diều vàng là giải thưởng dành cho lĩnh vực gì? Điện ảnh ạ. Bạn có thêm một câu trả lời đúng. The guitar is the traditional instrument of Spain. Bạn có thêm một câu trả lời đúng nữa và những giây cuối cùng. Và chiến thuật của Quốc Dũng đã vượt qua 11 câu hỏi của chương trình và có 60 điểm trong phần thi đầu tiên này. Sau phần thi khởi động thì em cảm thấy khá là thỏa mãn ạ. Em thích câu hỏi tiếng Anh ạ, vì tiếng Anh không phải sở trường của em. Nhưng mà không hiểu sao mà em trả lời câu này. Tiếc thì em không tiếc câu hỏi nào. Như vậy là các thí sinh đều đã khởi động xong và đã kịp giành những điểm 10 đầu tiên cho riêng mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng tổng kết số điểm mà họ đang có sau phần thi đầu tiên. Bạn Khánh Quỳnh đang có 40 điểm. 50 là số điểm của bạn Thanh Tú. Đang giành được 60 điểm là Quốc Dũng. Và tạm thời dẫn đầu với 90 điểm là Vũ Tuấn. Ẩn số gồm có 6 chữ cái. Người thứ nhất giành điểm. Thứ tư ạ. Chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án đầu tiên thôi. Số 1 ạ. Tôi không còn thấy bạn có một vẻ điềm tĩnh nữa. Đúng quá. Và bây giờ thì bây giờ các thí sinh sẽ đến với phần thi của chướng ngại vật. Và nhiệm vụ của họ sẽ là đi tìm một ẩn số gồm có 6 chữ cái. Và chúng tôi đưa đến cho họ những từ hàng ngang gợi ý như sau. Chúng ta bây giờ sẽ đến với một từ hàng ngang là lựa chọn của bạn Vũ Tuấn. Xin mời bạn ạ. Em chọn hàng ngang số 1 ạ. Hàng ngang số 1 là một từ có 4 chữ cái. Câu hỏi là kim loại quý nào là nguyên tố hóa học có số nguyên tử 79 trong bảng tuần hoàn?
người đưa ra câu trả lời là vàng là bạn Vũ Tuấn và Khánh Quỳnh. Đây cũng chính là đáp án của câu hỏi này. Và xin chúc mừng hai bạn đã có thêm một điểm 10. Ô số 1 vừa hiện ra, nhưng chưa có gì rõ ràng cả. Chúng ta sẽ đến với một từ hàng ngang khác là lựa chọn của bạn Thanh Tú. Xin mời bạn. Dạ, em xin chọn hàng ngang thứ 3. Hàng ngang thứ 3 là một con số có 4 chữ số. Năm 2003 là năm Quý Mùi. Vậy năm Quý Mùi gần nhất trước đó là năm bao nhiêu? Bạn Vũ Tuấn, Thanh Tú và Khánh Quỳnh có câu trả lời là 1943 và 1967 là câu trả lời của bạn Quốc Dũng. Để tìm ra đáp án của câu hỏi này thì chúng ta chỉ cần lấy 2003 trừ đi 60 là sẽ ra được kết quả mà các bạn Vũ Tuấn, Thanh Tú và Khánh Quỳnh đang đưa ra. Xin chúc mừng mỗi bạn vừa có thêm một điểm 10 nữa với câu trả lời vừa rồi. Ô số 3 vừa hiện ra. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ hàng ngang do bạn Khánh Quỳnh lựa chọn. Xin mời bạn. Em xin chọn hàng ngang thứ tư ạ. Hàng ngang thứ tư là một từ có 10 chữ cái. Câu hỏi như sau: tác phẩm Người ngựa ngựa người của Nguyễn Công Hoan thuộc thể loại gì? Bạn Vũ Tuấn có câu trả lời là truyện ngắn, văn xuôi là câu trả lời của bạn Thanh Tú và trào phúng là câu trả lời của bạn Khánh Quỳnh. Từ mà chúng ta đang nhắc đến có 10 chữ cái cho nên chắc chắn văn xuôi và trào phúng không đủ số chữ cái mà chúng tôi đã đưa ra. Chúng ta được chúc mừng bạn Vũ Tuấn là người duy nhất giành điểm với từ hàng ngang này và có thêm 10 điểm nữa. Chúng tôi vừa nhận được tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật từ bạn Quốc Dũng. À, câu trả lời của em là Lã Hạc ạ. Đúng là một cụm từ gồm có 6 chữ cái. Vừa rồi thì bạn Quốc Dũng đã đưa ra từ chìa khóa cho chướng ngại vật ngày hôm nay. Không biết có đúng không? Chúng ta hãy cùng hỏi bạn Hoàng là bạn thân của bạn Quốc Dũng. Cảm xúc của em như thế nào khi mà thấy bạn thân của mình ở trên kia bấm chuông trả lời chướng ngại vật? Thưa anh là em cũng run thay bạn ấy. Thế bây giờ đã bình tĩnh hơn chưa? Và đã sẵn sàng để đưa đến cho bạn Dũng một lời động viên tinh thần chưa? Em bình tĩnh rồi. Dũng ơi, cố lên! Vừa rồi trong từ hàng ngang thứ tư thì chúng ta đều biết là bạn Quốc Dũng đã không có câu trả lời. Và bây giờ thì bạn đang cảm thấy thế nào ạ? Em cảm thấy khá là run ạ. Đúng là như vậy, tôi không còn thấy bạn có một vẻ điềm tĩnh nữa như từ đầu chương trình đến giờ. Bạn đã không thực sự chắc chắn khi đưa ra câu trả lời như vậy hay sao ạ? Không, em đang phân vân. Phân vân gì ạ? Phân vân giữa hai đáp án. Còn một đáp án nữa mà bạn đang nghĩ đến? Vâng. Vâng, nhưng theo luật của chương trình thì chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án đầu tiên thôi. Câu trả lời đầu tiên, và dù cho kết quả như thế nào thì phần thi vượt chướng ngại vật của bạn cũng đã dừng lại. Và điều làm cho tôi thấy ngạc nhiên là không hiểu tại sao sau khi đưa ra câu trả lời như vậy rồi bạn lại phân vân, lại nghĩ đến một đáp án khác, bởi vì bạn hoàn toàn không nên như vậy. Đáp án mà bạn đưa ra chính là ẩn số và bạn phải đi tìm, và các thí sinh khác cũng phải đi tìm trong phần thi vượt chướng ngại vật này. Với các từ hàng ngang là vàng, 1943 hay truyện ngắn, chúng ta đã có thể nghĩ đến tác phẩm Lão Hạc, một truyện ngắn rất nổi tiếng của nhà văn Nam Cao, được ông viết vào năm 1943. Và đây là một tác phẩm được đánh giá là một trong những truyện ngắn khá tiêu biểu của dòng văn học hiện thực. Câu chuyện này chúng ta đều đã được học và nội dung đã phản ánh được hiện thực của xã hội Việt Nam trong giai đoạn trước cách mạng tháng 8. Hình ảnh gợi ý của chúng tôi chính là một hình ảnh trong bộ phim Làng Vũ Đại ngày ấy, là một bộ phim được chuyển thể từ 3 tác phẩm, trong đó có tác phẩm Lão Hạc. Và hình ảnh vừa rồi chúng ta đang nhìn thấy chính là hình ảnh Lão Hạc do nhà văn Kim Lân đóng, và một nhân vật cũng là rất quan trọng trong bộ phim cũng như trong tác phẩm này, đó là chú chó vàng, người bạn và là người con của Lão Hạc. Và một lần nữa chúng ta được chúc mừng bạn Quốc Dũng là người đã vừa chướng ngại vật xuất sắc nhất. Bạn vừa có thêm 40 điểm với câu trả lời vừa rồi. Như vậy là chướng ngại vật đã qua đi và xin được chúc mừng tất cả các bạn. Bây giờ trước mắt các bạn sẽ là phần thi tăng tốc và tôi sẽ tổng kết số điểm của các bạn đang có ngay bây giờ. Bạn Thanh Tú đang có 60 điểm. Đó cũng là số điểm của bạn Khánh Quỳnh. Đang có 100 điểm là Quốc Dũng và tạm thời dẫn đầu với 120 điểm là bạn Vũ Tuấn.
câu hỏi gợi ý không khó, nhưng ở cái đáp án cuối cùng lại khá là khó. Em không liên tưởng tới được. Sau khi mình duyên vân thì em cảm thấy hơi tiếc ở những câu trả lời hàng ngang của em. Em đã thấy chữ ngắn là màu vàng thì em liên tưởng đến chó vàng. Em được trả lời là năm cao, nhưng mà em lại nghĩ không phải liên quan đến cái chữ ngắn với cả 5943 thì em trả lời là lão hạc. Sau khi bạn trả lời là lão hạc thì em cảm thấy rất tiếc vì mình đã không tập trung chú ý để có thể nghĩ ra câu trả lời này. Có thể là các bạn chưa nhanh tay bằng một phần là may mắn nữa. Tăng tốc. Mỗi người có một cách sắp xếp khác nhau và đây là một câu hỏi khó. Họ đang bám khá sát nhau. Thật là tuyệt vời khi các bạn tìm ra những quy luật như vậy thì trong vòng có 6 giây đầu tiên của chương trình thôi. Đoạn đường gồ ghề đã được vượt qua, trước mắt các thí sinh sẽ là một đoạn đường bằng phẳng hơn để thỏa sức tăng tốc. Ta sẽ cùng bốn thí sinh tăng tốc qua bốn câu hỏi sau đây của chương trình. Các bạn đang nhìn thấy rất nhiều hình vẽ có hình dáng khác nhau và có một chấm tròn màu đen di chuyển trong những hình vẽ này. Các bạn hãy tìm ra quy luật để điền vào dấu hỏi chấm một trong các hình mà chúng tôi đưa ra phía dưới. Đó là các hình A, B, C, D, E, F và G. 30 giây bắt đầu. Trả lời nhanh nhất là bạn Quốc Dũng đưa ra lựa chọn là A ở không giây 30. Bạn Thanh Tú cũng lựa chọn phương án A, bạn Vũ Tuấn cũng vậy và bạn Khánh Quỳnh cũng lựa chọn phương án A. Cả bốn người cùng có chung suy nghĩ là phương án A trong câu hỏi đầu tiên của phần thi tăng tốc này. Chúng ta sẽ cùng hỏi xem người đưa ra câu trả lời nhanh nhất là bạn Quốc Dũng, bạn đã tìm ra những quy luật gì ạ? Chị, quy luật ở đây là ba hình, hình vuông, hình lục giác, hình sao sẽ lặp lại theo thứ tự. Và các chấm tròn của các mỗi hình sẽ luôn theo một quy luật, đó là ở hình chữ nhật thì các chấm tròn sẽ đi theo thuận chiều kim đồng hồ. Còn ở hình lục giác thì nó sẽ ngược chiều kim đồng hồ, xong đến ngôi sao sẽ thuận chiều kim đồng hồ. Theo đó thì đáp án sẽ là đáp án A. Thật là tuyệt vời khi các bạn tìm ra những quy luật như vậy chỉ trong vòng có 6 giây đầu tiên của chương trình thôi. Và xin đặc biệt chúc mừng bạn Quốc Dũng là người trả lời đúng và nhanh nhất. Bạn sẽ có thêm 40 điểm, bạn Thanh Tú có thêm 30 điểm, bạn Vũ Tuấn có thêm 20 điểm và chúc mừng bạn Khánh Quỳnh với thêm 10 điểm. Cả bốn bạn đã tăng tốc rất tốt với câu hỏi đầu tiên. Bây giờ chúng tôi mời họ đến với câu hỏi thứ hai của phần thi tăng tốc ngày hôm nay và gồm những hình ảnh sau đây. Đây là tỉnh nào? Đến thăm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong những hình ảnh vừa rồi. Và lần này chúng ta đều chúc mừng bạn Thanh Tú đã đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất và sẽ có thêm 40 điểm. Bạn Khánh Quỳnh có thêm 30 điểm và rất tiếc là bạn Vũ Tuấn chưa kịp hoàn thành đúng một câu trả lời đúng chính tả. Và bạn Quốc Dũng đưa ra câu trả lời chưa chính xác là tỉnh Bình Dương. Cả bốn bạn đều đang có trên 100 điểm để đến với câu hỏi thứ ba của phần thi tăng tốc ngày hôm nay. Câu hỏi của chúng tôi như sau. Các bạn hãy sắp xếp các hình ảnh sau với các dân tộc tương ứng. 30 giây bắt đầu. Lời nhanh nhất là bạn Thanh Tú có cách sắp xếp là CBAD. CABD là câu trả lời của bạn Vũ Tuấn, ACBD là câu trả lời của bạn Khánh Quỳnh và BADC là câu trả lời của bạn Quốc Dũng.
Mỗi người có một cách sắp xếp khác nhau và đây là một câu hỏi khó bởi không đơn giản một chút nào khi chúng ta phải nhìn ra trang phục của các dân tộc và xếp chúng cho tương ứng phù hợp với các dân tộc mà chúng tôi đã đưa ra. Bây giờ là cách sắp xếp mà chương trình đưa ra. Cách sắp xếp phải là ACDB và điều đó có nghĩa là không bạn nào giành được điểm ở câu hỏi tăng tốc thứ 3 này. Nhưng vẫn còn một cơ hội nữa để các thí sinh tăng tốc với câu hỏi cuối cùng của phần thi này hôm nay như sau. Đây là loài động vật nào? Lần này chúng ta được chúc mừng Khánh Quỳnh với thêm 40 điểm, Vũ Tuấn với 30 điểm. Rất tiếc là bạn Thanh Tú và Quốc Dũng có câu trả lời là Châu và chưa giành được điểm. Như vậy là phần thi tăng tốc đã qua đi và số điểm của các thí sinh bây giờ họ đang bám khá sát nhau. Chúng ta có thể tin tưởng vào một phần thi về đích rất hồi hộp và gay cấn. Bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng tổng kết số điểm mà họ đang có trước khi bước vào phần thi quyết định này. Bạn Thanh Tú đang có 130 điểm. 140 là số điểm của bạn Khánh Quỳnh. Đó cũng là số điểm bạn Quốc Dũng đang sở hữu và tạm thời dẫn đầu với 170 điểm là bạn Vũ Tuấn. Sau khi tăng tốc xong thì em thấy khá là run ạ. Cả phương chứng, nhớ cả cảm thấy tự tin hơn rồi. Em thích nhất là câu hỏi về loài bò vì hình ảnh khá thú vị và nó cũng dễ bị nhầm với trâu. Em chưa biết từ bò rồi nhưng mà không hiểu sao mình lại sửa thành là trâu. Những câu hỏi phần tăng tốc khá là khó, nhất là câu hỏi thứ ba về dân tộc. Không có sự phản ứng rất là khá là nhanh. Thực sự em không biết dân tộc thì đồ của họ mặc khá khá giống nhau, không phân biệt được của dân tộc nào 1, 2, 3 con cố gắng và chế hết mình mà hoạch cũng ổn hộ con. Vòng này em luôn luôn tỉnh táo và quyết đoán. Thêm một vòng nguyệt quế nữa đã tìm được chủ nhân của nó. Xin được chúc mừng. Chỉ còn một phần thi này nữa thôi là các thí sinh của chúng ta sẽ về đích. Và người đầu tiên sẽ đến với phần thi về đích là bạn Lâm Vũ Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định. Và tôi đang được ngồi cạnh bạn Vũ Nguyễn Thành Đạt là bạn thân của bạn Vũ Tuấn. Em với cả Vũ Tuấn thân nhau theo kiểu như thế nào? Dạ thưa anh là theo kiểu cú ký và cấu trí ạ. Cú ký và cấu trí ạ? Tức là hai bạn hay ngồi cạnh nhau và cú ký cấu trí nhau xong rồi cười rúc rích đúng không? Và ở lớp thì em ấn tượng điều gì về Vũ Tuấn? Tuấn là một người tương đối là lạnh lùng và nghiêm túc. Tuy nhiên thì với những mối quan hệ xã hội thì bạn ấy tương đối là hòa đồng. Tôi nghĩ là một người hoạt rất là nghiêm túc như vậy mà lại chơi trò cấu trí với cả cú ký với bạn gì đấy. Thì chứng tỏ bạn là phải là một người rất là đặc biệt đối với bạn Vũ Tuấn đúng không? Ôi, đương nhiên rồi ạ. Vâng, bây giờ thì người đặc biệt ấy sẽ muốn gửi đến Vũ Tuấn điều gì? Theo em thì tất cả các bạn thí sinh đã vào đến phòng thi này thì đã đều là những người chiến thắng, đều là những siêu nhân rồi ạ. Nhưng mà em muốn siêu nhân của lớp chúng em sẽ về được đích nhanh nhất. 1, 2, 3 anh yêu cố lên, cố lên anh yêu, yêu anh nhiều nhiều. Tôi thấy là các bạn học sinh chuyên Anh, đặc biệt là các bạn nữ của trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định trông rất là xinh gái. Tất cả đều gọi Vũ Tuấn là anh yêu. Quá hạnh phúc đúng không ạ? Sao bạn cười hạnh phúc mà trông có vẻ đau khổ thế ạ? Dạ vâng, thực ra là như vậy đấy ạ. Nghĩa là sao ạ? Thôi cái này để sau em nói cũng được. Vâng, hiện giờ bạn đang có 170 điểm và điểm nhì của tuần trước cũng đang đúng bằng 170 điểm. Xin mời bạn hãy tiến lên phía trước. Phía sau bạn một chút là các bạn Thanh Tú, Khánh Quỳnh và Quốc Dũng đều đang có 130 hoặc 140 điểm. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào ạ? Em chọn gói 60 điểm và ngôi sao hy vọng 01 ạ. Bạn thành công với câu hỏi 10 điểm có ngôi sao hy vọng và là một câu hỏi về toán học như sau. Một khối thập nhị diện có 10 đỉnh, hỏi số cạnh của khối đa diện này là bao nhiêu? Bốn. À không. Bốn chắc chắn chưa phải là đáp án đúng của câu hỏi này. Xin mời các bạn khác ạ.
hiệu từ bạn Thanh Tú. Dạ, thưa chị là có 45 cạnh. Có 45, hóa ra đây lại là một câu hỏi khó ạ. Đáp án của chúng tôi chỉ là 20 thôi ạ. Đó là câu hỏi 10 điểm của bạn Vũ Tuấn. Bây giờ bạn sẽ có một câu hỏi 20 điểm như sau. Quốc hiệu nước ta thời nhà Lý là gì? Đại Cổ Việt và Đại Việt. Bạn thường được điểm mấy môn lịch sử ạ? Dạ, khoảng 9 ạ. Là điểm rất cao, bạn rất yêu thích môn lịch sử. Dạ vâng, em thích lịch sử ạ. Vâng, thật vui khi được nghe điều đó và chúc mừng bạn, đó chắc chắn là một câu trả lời đúng. Bạn vừa có thêm 20 điểm với câu trả lời vừa rồi. Khi Lý Công Uẩn lên ngôi thì nước ta đang có tên là Đại Cổ Việt và vào năm 1054 thì vua Lý Thánh Tông đã đổi tên nước ta thành Đại Việt. Đó là câu hỏi 20 điểm mà chúng tôi dành cho Vũ Tuấn. Phía trước Vũ Tuấn bây giờ là một câu hỏi 30 điểm như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi everyone, my name is Ed. I'm from England. I've been living in Vietnam for 3 years now, and I'm currently living in Dak Lak, which is a province in a region called the Central Highlands. But can you tell me how many provinces are there in the Central Highlands? Good luck. 5. Tiếng Anh là thế mạnh của bạn Vũ Tuấn, nhưng đây là một câu hỏi 30 điểm và không chỉ đơn giản hỏi về tiếng Anh mà còn phải có một kiến thức địa lý khá là tốt nữa. Và bạn Vũ Tuấn đã làm được điều đó, xin chúc mừng bạn. Bạn có thể cho chúng tôi biết thầy giáo đã hỏi cái gì không ạ? Dạ thầy hỏi là khu vực Tây Nguyên có bao nhiêu tỉnh ạ? Trước đó thầy nói với chúng ta khá nhiều điều nữa. Là thầy sống ở Đắk Lắk và nó thuộc khu vực Tây Nguyên và thầy hỏi Tây Nguyên có bao nhiêu tỉnh ạ? Vâng, thầy hiện đang sống ở Đắk Lắk được 3 năm rồi. Và cảm ơn bạn, chúc mừng bạn đã hoàn thành gói câu hỏi của mình. Xin mời bạn hãy trở về vị trí. Bây giờ thì bạn Phan Thanh Tú sẽ đến với phần thi về đích của mình. Và tôi đang được ngồi cạnh chú Phan Thanh Dũng là ba của bạn Thanh Tú. Dạ vâng, chào chú ạ. Bây giờ thì chú có thể nói điều gì với con trai mình đang đứng trên sân khấu bây giờ ạ? Và cảm xúc chú thế nào khi nhìn thấy con trai mình đang thi đấu trên kia? Ba mẹ vậy là... đưa con ra với các thầy cô, đưa con ra đây. Tinh thần là đến đây để mà học hỏi và cố gắng thật nhiều. Vì sân chơi Olympia là một sân chơi rất là danh giá và rất kiến thức, rất là mênh mông. Con cố gắng và chơi hết mình. Đó, còn cái chuyện chọn bao nhiêu điểm thì tùy theo khả năng của con. Ba hy vọng con thi tốt. Xin mời bạn Thanh Tú tiến lên phía trước. Hiện giờ bạn đang có 125 điểm. Phía trước bạn là các bạn Khánh Quỳnh và Quốc Dũng với 140 điểm và phía trên bạn một chút là Vũ Tuấn với 210 điểm. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào ạ? Dạ, thưa chị là em xin chọn gói 60 điểm. Chúc bạn thành công với những câu hỏi sau đây. Đầu tiên là một câu hỏi 10 điểm. Điểm giống nhau giữa sự ăn mòn hóa học và sự ăn mòn điện hóa là gì? Là điều là không thay đổi về. Rất tiếc là đã hết thời gian mất rồi. Xin mời các bạn khác ạ. Tín hiệu từ bạn Khánh Quỳnh, xin mời bạn ạ. Dạ chị, đó đều là có sự trao đổi ở trong. Vâng. Còn đáp án mà chương trình đưa ra là đều là có bản chất là phản ứng oxy hóa khử. Bởi vì đúng là phản ứng oxy hóa khử thì có sự trao đổi electron, nhưng mà chỉ nói là có trao đổi electron thôi thì chưa chắc đã là phản ứng oxy hóa khử. Bây giờ bạn Thanh Tú sẽ có một câu hỏi 20 điểm như sau. Một người leo lên tường cao 24m bằng thang. Nếu thang dài 30m thì phải đặt thang cách tường bao nhiêu để leo lên vừa hết bức tường thì cũng hết thang? Liệu có thể có một kết quả khác được không ạ? Dạ không ạ. Bạn đã tính thế nào ạ? Dạ nếu đặt thang là lên bức tường thì là
là tạo thành một tam giác vuông với cạnh riêng là thang dài 30 m, còn cạnh góc vuông là khoảng cách từ thang tới tường, nên là khoảng cách đó là bằng 30 căn của 30 bên trừ 24 bên bằng 18. Đúng là như vậy, và xin chúc mừng bạn đã giành được 20 điểm với câu trả lời vừa rồi. Bây giờ bạn vẫn còn một câu hỏi 30 điểm và có một ngôi sao hy vọng mà bạn chưa sử dụng. Bạn có định dùng ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ không ạ. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi, my name's Tristan from New York. I love art from all around the world. One of my favorite artists though is a man named Vincent Van Gogh. He didn't sell one painting while he was alive, and he didn't become famous until after he died. He actually had a very sad life and even cut off his own ear. In what European country was Vincent Van Gogh born in? Good luck. England. Đã nhận được câu trả lời của bạn Thanh Tú, nhưng rất tiếc đó chưa phải là đáp án của câu hỏi này. Xin mời các bạn khác ạ. Tín hiệu từ bạn Khánh Quỳnh, xin mời bạn ạ. Thưa chị, đó là Holland. Bạn đã nghe được những gì ạ? Dạ thưa chị, là thầy giáo đang nói về họa sĩ Van Gogh, và ông có một cuộc đời rất buồn và ông đã tự cắt tay mình, và thầy giáo hỏi là ông ở quốc gia nào. Vâng, đó là những ý chính mà thầy giáo đã hỏi chúng ta. Ngoài ra thầy còn nói rằng ông đã không bán một bức tranh nào khi còn sống và chỉ trở nên nổi tiếng sau khi ông đã mất. Người mà chúng ta đang nói đến chính là Vincent Van Gogh, và quê của ông là ở Hà Lan. Câu trả lời của bạn Khánh Quỳnh, xin chúc mừng bạn. Bạn vừa có thêm 30 điểm từ quỹ điểm của bạn Thanh Tú, và xin mời Thanh Tú hãy trở về vị trí. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi về đích của bạn Khánh Quỳnh. Thế nhưng trước đó hãy cùng trò chuyện với bà Lê Thị Lan, là bà ngoại của bạn Khánh Quỳnh. Dạ vâng, chào bà. Tôi là bà ngoại của Nguyễn Khánh Quỳnh. Trước hết ra đây á, đầu tiên tôi cũng cảm ơn ban tổ chức đài truyền hình VTV đã tổ chức đường lên đỉnh OVA cho cháu tôi được học nhiều bổ ích. Tôi không biết gì hơn thì tôi xin cảm ơn. Và Khánh Quỳnh, con cố lên, lúc nào ngoại cũng ủng hộ con. Cố lên, cố lên. Xin mời bạn Khánh Quỳnh hãy đi lên phía trước. Bây giờ bạn đang có 165 điểm và phía trước bạn là Vũ Tuấn với 210 điểm. Bạn sẽ chọn gói câu hỏi nào ạ? Thưa chị, em sẽ chọn gói câu hỏi 60 điểm. Chúc bạn thành công với những câu hỏi sau đây. Đầu tiên là một câu hỏi 10 điểm. Hiện tượng dương cực của bình điện phân tan xảy ra khi nào? Đó thì chị, hiện tượng xảy ra khi kim loại của làm cực có tính thử, có tính thử yếu hơn tính của dung dịch axit, kim loại dung dịch axit. Cảm ơn bạn, nhưng rất tiếc đó chưa phải là đáp án của câu hỏi này. Xin mời các bạn khác ạ. Xin mời bạn Thanh Tú. Dạ thưa chị, là kim loại có tính khử mạnh hơn ở cực âm của bình. Rất tiếc đó vẫn chưa phải là đáp án của câu hỏi này. Chúng ta sẽ nhìn thấy hiện tượng dương cực của bình điện phân bị tan khi mà anode được làm bằng chính kim loại đó. Đó mới là đáp án của câu hỏi 10 điểm hóa học này. Bây giờ bạn Khánh Quỳnh sẽ có một câu hỏi 20 điểm như sau. Từ Bắc vào Nam, đường bờ biển nước ta bắt đầu từ tỉnh nào và kết thúc ở tỉnh nào? Địa chỉ, đường bờ biển nước ta bắt đầu ở tỉnh Quảng Ninh và kết thúc ở tỉnh Kiên Giang. Đúng là như vậy, và xin chúc mừng Khánh Quỳnh vừa có thêm 20 điểm. Bây giờ bạn sẽ có một câu hỏi 30 điểm và có một ngôi sao hy vọng. Bạn có sử dụng không ạ? Dạ không chị ạ. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi, my name's Ed. I'm from England. I've got a maths question for you. Yesterday you had 24 chocolate bars, but you ate half of them. This morning you gave away a third of what you had left to your friends. So, how many chocolate bars do you have now? Good luck. Mark. Mark. Eight.
tôi nhận được 3 câu trả lời của bạn. 2 câu trả lời đầu thì bạn có đáp án là 4, là 4. Và ở những giây cuối cùng bạn lại đổi đáp án thành 8, là 8. Tại sao? Dạ, em nghe là lúc đầu là có 24 thanh chocolate. Và sau đó, sang ngày thứ hôm sau thì chúng ta ngày hôm đó ăn hết một nửa. Sau đó chúng ta cho đi bớt 1/3 còn lại, số chocolate còn lại. Thì chúng ta còn lại bao nhiêu số chocolate? Vâng, và vì vậy bạn đã đổi câu trả lời của mình từ 4 sang 8. Vâng ạ. Và chúng tôi được chúc mừng bạn vì sự thay đổi đó. Xin mời bạn hãy trở về vị trí. Bạn vừa có thêm 30 điểm và hiện giờ bạn đang có 215 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi của chúng ta. Còn bây giờ tôi đang được ngồi cạnh thầy Nguyễn Đức Đương là giáo viên dạy toán của bạn Nguyễn Quốc Dũng, người sẽ bước tới phần thi về đích ngay bây giờ. Và không biết thầy sẽ gửi đến bạn những lời nhắn nhủ gì? Thầy muốn nói với Dũng một điều rằng là mặc dù xe ô tô làm em say suốt cả ngày hôm qua và sáng nay, nhưng hy vọng là em luôn luôn tỉnh táo và quyết đoán. Bây giờ thì tình hình sức khỏe của bạn thế nào rồi ạ? Em khá là ổn ạ. Đã thực sự bình thường trở lại sau cơn say xe chưa ạ? Rồi ạ. Và bây giờ thì chắc bạn đã sẵn sàng để về đích. Được. Xin mời bạn hãy tiến lên phía trước. Bạn đang có 140 điểm và bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi nào? Em sẽ lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Chúng tôi dành cho bạn những câu hỏi như sau. Đầu tiên là một câu hỏi 10 điểm. Trong chu trình sinh địa hóa, carbon đi từ môi trường ngoài vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động của nhóm nào? Nhóm vi sinh vật chuyển hóa. Đó chưa phải là đáp án đúng của câu hỏi này. Các bạn khác có câu trả lời khác không ạ? Nhóm sinh vật mà chúng ta cần nhắc đến ở đây là nhóm sinh vật sản xuất. Đó là câu hỏi 10 điểm mà chúng tôi dành cho Quốc Dũng. Em xin lỗi, ngôi sao hy vọng. Chúc bạn thành công với câu hỏi 20 điểm và có ngôi sao hy vọng như sau. Đây là một câu hỏi về toán học. Có bao nhiêu số có 5 chữ số và là bội số của 5? Vâng, đó vẫn chưa phải là đáp án của câu hỏi này. Xin mời các bạn khác ạ. Tín hiệu từ bạn Khánh Quỳnh. Dạ thưa chị, chúng ta có 18.000 số. Bạn đã tính thế nào ạ? Dạ, đó là có số là bội của 5, vì vậy nó phải có sự số tận cùng là 0 và 5. Vì vậy chúng ta có hai cách lựa chọn số cuối cùng. 9 cách lựa chọn số đầu tiên và 10 mũ 3 cách lựa chọn 3 số còn lại. Đúng. Vâng, đúng là như vậy. Và kết quả sẽ ra là 18.000. Xin chúc mừng Khánh Quỳnh vừa có thêm 20 điểm với câu trả lời vừa rồi. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Một câu hỏi 30 điểm mà chúng tôi dành cho bạn Quốc Dũng. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi, I'm Cody from Seattle, United States. My brother is a vegetarian, so he has to follow a strict diet. When he travels to Asian countries, there is a food that he likes very much called tofu. Do you know what this food is usually made of? Good luck. China. Xin mời các bạn còn lại ạ. Tín hiệu từ bạn Khánh Quỳnh. Đó là meat. Meat là thịt ý ạ. Dạ vâng. Bạn đã nghe được những gì ạ? Em nghe là anh ấy là một người không ăn thịt, nhưng mà anh ấy thích một món ăn dish food gì. Và bạn nghĩ đó là món thịt? Dạ vâng. Vâng. Có vẻ như bạn không được chắc chắn lắm với việc nghe câu hỏi vừa rồi và trả lời. Dạ vâng. Trong khi bạn đang có 235 điểm, nếu trả lời sai bạn sẽ bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi này. Khá là mạo hiểm. Đây là một câu hỏi tiếng Anh 30 điểm và vì thầy giáo nói khá nhanh cho nên có lẽ là các bạn đã không nghe rõ thầy nói những gì. Thầy có nói rằng anh trai của thầy là một người ăn kiêng và rất thích các món ăn của châu Á, trong đó có một món là món đậu phụ. Tuy nhiên người nước ngoài thì nói từ đậu phụ không rõ lắm. Và câu hỏi của thầy là đậu phụ được làm từ gì? Đáp án là từ đậu nành, soyer. Và đó mới là đáp án của câu hỏi này.
Vâng, đó là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và xin mời bạn Quốc Dũng hãy trở về vị trí. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là câu hỏi cuối cùng của bạn Quốc Dũng trong phần thi về đích đã khép lại cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng tổng kết số điểm mà cả 4 thí sinh giành được sau chương trình. Đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định, bạn Lâm Vũ Tuấn giành được 210 điểm. Bạn Phan Thanh Tú đến từ trường Trung học phổ thông Thừa Lưu, Thừa Thiên Huế giành được 110 điểm. 220 điểm và cũng là số điểm cao nhất ngày hôm nay thuộc về bạn Nguyễn Khánh Quỳnh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn Nguyễn Quốc Dũng đến từ trường Trung học phổ thông Kim Bôi, Hòa Bình giành được 120 điểm. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Khánh Quỳnh, người đã có điểm số cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời bạn đến với vòng nguyệt quế của chương trình. Và xin mời các bạn Vũ Tuấn, Thanh Tú, Quốc Dũng tiến lên để nhận các phần thưởng của chương trình. Như vậy là hành trình thứ 2 của quý bà đã qua đi và thêm một vòng nguyệt quế nữa đã tìm được chủ nhân của nó. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được chúc mừng bạn Nguyễn Khánh Quỳnh đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta cũng sẽ cùng chờ xem với số điểm 210 của bạn Lâm Vũ Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định có phải là số điểm gì cao nhất được bước tiếp vào cuộc thi tháng hay không. Câu trả lời sẽ có ở chương trình tuần sau với cuộc thi tuần thứ 3 của quý 3 Olympia năm thứ 16. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau sau một tuần nữa và xin chúc quý vị và các bạn có một tuần mới với đầy ắp niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất cảm ơn ban tổ chức và đài truyền hình nhất đã tổ chức cho cháu và được sân chơi bổ ích. Em cũng không đề cao về giải nữa thì vì em đi về chủ ra để giao lưu học hỏi vậy. Tôi là không phải là người nhắc nhưng em cũng rất vui vì là học hỏi. Bạn Khánh Quỳnh rất xứng đáng và em tin rằng em sẽ có một cuộc đấu khá là quyết liệt với bạn và có thể sẽ huy thắng. Đấy, khổ quá, bình tĩnh như nào.